Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực Nguyễn Văn Quảng, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023, cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các thành viên Ban chỉ đạo cùng các ngành liên quan. Trong quý 3, ba, Ban chỉ đạo đã kiện toàn nhân sự thành viên Ban chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ hàng tháng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các văn bản mới của Trung ương và thành phố, trong đó có 6 văn bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cho cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố, đặc biệt là tổ chức thành công tọa đàm với chủ đề các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ công chức viên chức đảng viên trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Ban Nội chính Trung ương chuyên đề về nội dung trên. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, các cơ quan thi hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán của nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước. Đây là cách làm rất mới, quyết liệt với sự vào cuộc của nhiều sở ngành, các cơ quan, đơn vị Tại phiên họp, Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung về báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo thành ủy theo dõi chỉ đạo và nhiều nội dung nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm 2023.